Bên này chắc cũng vậy, cũng cây lâm thân, như cây này có vẻ là đẹp hơn. Bộ vẻ đẹp hơn, đang làm. Rất ôm tùm. À, ta thử nhìn phía dưới lên. Đúng là cây ngũ phúc này rất đẹp. Xin lỗi, cây lâm thân này rất đẹp. Từ bây giờ nói đến từ ngũ phúc hai lần, nhưng mà là cây lâm thân, một mơ ước của từ ngũ. Đúng là ngũ lão Giang Đình. Rất tuyệt tác. Chứng tỏ là người chơi tuyển chọn rất kỹ. Một tác phẩm trần đá cũng rất đẹp. Và bên này một tác phẩm đang được nuôi, và tôi cũng nhìn thấy nó có rất nhiều đầu, hình như là năm, nhưng bộ bẻ thì tuyệt vời, đúng là một phôi quý. Chúng ta thì nhìn cạnh của nó cũng sắp hoàn chỉnh rồi, được cắt giật lại. Đây lại cũng thế. Đường 18. Mấy bộ bè này thì tuyệt vời rồi. Rất hiếm. Còn phần vườn ngoài cổng này thì lại rất nhiều cây đổ rộ. Chúng ta sẽ đi lướt nhanh. Cây xanh to đẹp nhất là ở hai bên đầu cổng bác ạ. Ở hai bên đầu cổng hả? Vâng, là hai cây xanh to đẹp nhất. Vâng. Sau tôi sẽ quay ra hai đầu cổng. Một cái đà. Khác rộng. Đấy, đường đi lấy nước.
đang lấy nước để đổ cây, okay. Chắc kết rồi. Ừ, đấy, đường tưới nước thì có đẹp hơn không? Các bạn đường kết kề bên kia rồi, nhưng thôi mà cả việc mua bán, tôi cũng không muốn đến gần. Để cho việc mua bán thuận lợi, không dưới ống kính của tôi lại ái ngại về giá cả. Việc mua bán bây giờ là chuyện rất thường xuyên. Lại năm thân. Đúng là bạn này có khí thích của cây năm thân. Đây. Bên cạnh cây đề. Một tác phẩm xanh. Với một bộ bệ rất đẹp. Đã đóng cục vào nhau. Qua là khủng. Đây bên lại một tác phẩm ba. Tôi đã đi ra ngoài cổng để xem bạn ấy khen hai tác phẩm ngoài cổng rất đẹp. Đó là tác phẩm gì? Đúng là một cục. Cây rất to. Ý bạn nói là hai cây này là hai cây đẹp. Rất to, to đến mức là khủng khiếp trong khu vườn. Sáng mặt trời hình như hơi to, không nói to mà to quá. Những cây tầm đại hiện nay rất già, dễ đã chảy. Đúng là mấy bạn đã kết cái cây ở trong kia. Bán hoa đi để anh làm gì có chuyện bán hoa. Đừng mà bán hoa. Đang đánh trận. Không biết có xong không. Nhưng xong hay không thì cũng mong các bạn. Cuộc mua bán bên kia rất là mỹ. Tôi thì đang đi quay cây ở ngoài cổng với hai cây bảo đẹp. Không biết có đẹp không. Đấy. Đấy. Là một cây và bên một tác phẩm dưới rất đẹp, hình nhân.
thế là mua bán xong. Đấy, trở lên là thông minh, vừa lên chơi vừa trở cây đi. Xong rồi chứ. Ừ, thế là tốt rồi. Coi cây đã về với chú tể. Hoa là sáu mấy cái triệu à? Hả? Ừ, cứ chơi đây hả? Ừ. Thế là đã xong một cây. Kìa, nhân vật ngồi ngắm lại tác phẩm. Cứ ngồi ngắm đi. Anh à, đã về ông tể rồi. Ai bắt giá thấp? Có bê nặng mà anh, em mua đã 2-3 triệu rồi. À, lại bán cây ở nhà đấy. Anh em gì đâu, cây nó đẹp mà. Lại bán cây ở nhà đấy. Tối như thế thôi. Cây ngoài đời nó đẹp. Anh em thật. Vâng. Bán đi để mà mua cây khác trong chuyến đi này. Cây chơi mà. Đầy cây đây. Của em mua của ông Phi ở bên Bắc Giang mà. Anh em nói thật. Đầy cây đây, bán đi lại mua. Phải nhanh. Bán rồi mua. Như thế mới thành công được. Bởi vì là các bạn ấy đương lập nghiệp. Cho nên cũng rất là cần bán và mua. Còn nếu để về ông tể thì ông lại nhốt ở vườn ông thôi. Con đẹp đấy, con đẹp. Rồi. Mình nhìn đẹp. Ừ, đẹp. Giá 60 triệu quá. Ừ, đẹp. Cây này rất đẹp. Đã mua bán rồi. Nhưng các ông mới đánh trận với nhau kẻ các ông ấy. Nhưng cũng không rẻ chút nào. Nếu như... bonsai. Ừ, đúng rồi. Cây này bonsai Nhật rồi. Bởi vì cây này rất hoàn chỉnh. Sẽ chặt nhỉ đi. Chặt bỏ đi hả? Chặt đi cho nó chậu. Mua cái chậu tàu này. Đập chơi bonsai thôi nha. Này quá đẹp. Quá đẹp. Đã kết thúc việc mua bán. Chất lá đẹp. Không biết giá bao nhiêu nhưng trước đây anh vừa mới nói là mua đã 60 tiền. Nếu không thích thì tôi cũng không muốn hỏi giá làm gì. Vì các anh về còn có trao đổi. Nhưng mà thế là đã lộ rồi. Tôi chỉ biết lúc chủ nhà nói là đã mua khoảng 60 triệu gì đó. Thế mà lại còn bảo bán hòa cho nhau. Thì không biết là bao nhiêu tiền. Hoàn toàn là những tin tức thực sự. Không thổi phồng mà cũng không bóp méo. Bây giờ vào một tác phẩm mới cũng rất là mát, có lẽ với bộ rễ rất là bồng bềnh, đang thổi ngọn lên.